Chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục loạt video về triển lãm cây cảnh thị trấn Lim, hội Lim Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ok, trước mắt tôi là một cây xanh dáng trực. Nguyễn Văn Loành, Phú Lâm. Tác phẩm đa. Đa. À. Mình nghĩ là biển tên này họ ghi sai tên cây. Túc dáng cổ, đây không phải cái túc, đây là cái đa của Nguyễn Ngọc Đà, Phú Lâm. Ok, đây mới là cây túc các bạn ạ. Cây túc. Đó. Wow, cái túc này có cả quả các bạn ạ. Thấy chưa? Sai quả, quả như quả si các bạn ạ. Cái túc này rất sai quả. Lần đầu tiên mình nhìn thấy quả túc các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy sai chưa? Ok, mình sẽ review về biệt tên nhé. Đa Nguyễn Ngọc Đà, Phú Lương. Cây này là cây túc, như vậy thì cây túc này và cây đa bên cạnh này của đều của Nguyễn Ngọc Đà và đã bị ban tổ chức treo nhầm tên. Đây không phải là cây túc mà đây là cây đa, còn đây là cây túc. Ban tổ chức đã treo nhầm tên cây đa với cây túc. Ok, chúng ta tiếp tục review. Tùng La Hán, tác phẩm xanh. Trong này có rất nhiều tác phẩm, tôi không thể quay hết được các bạn ạ. Tôi sẽ quay một tác phẩm xanh tập trung. Tác phẩm xanh tập trung nhé. Xanh Mili Lão Mai, Nguyễn Hữu Xuyền, thị trấn Lim, không đề số điện thoại. Đây là cây tùng La Hán. Mình xem tác phẩm này. Tùng Giáng Huyền, Nguyễn Kim Triển, thị trấn Lim. Ok, đời cái này rất quen. Rất nhiều cây rất tác phẩm. Rất nhiều cây tham dự triển lãm. Tiếp đến là một cây si. Si cổ Nguyễn Hữu Xuyền, trên đi. Không đề tên. Tôi nghĩ là chắc là không đề tên là chắc là không muốn bán rồi. Không đề số điện thoại các bạn ạ, tôi xin lỗi nhé. Không đề số điện thoại chắc là tác giả là không muốn bán cây này để tránh mọi người gọi làm phiền. Và đây là cây đa. Đa dáng làng Nguyễn Hữu Xuyền, thị trấn Lim. Wow, trước mắt tôi có một cây bồ đề. Bồ đề. Cảnh tán đẹp quá các bạn. Tôi cũng có chơi một số cây cảnh nhưng mà không biết bao giờ tôi mới làm được một cây như thế này.
quá. Đấy, tôi sẽ view mặt lại một chiếc cây bồ đề này. Đẹp quá các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ view bản tên của nó nhé. Đề Lão Mai, Nguyễn Hữu Xuyền, thị trấn Lim. Cũng không đề số điện thoại. Tùng La Hán. Cũng tác giả Hữu Xuyền, thị trấn Lim. Tiếp à, đằng sau lại có một cây gọi là cây song xanh, song xanh hay đấy. Đó. Đi vòng quanh cái này mình thấy cái này rất đặc biệt, song xanh các bạn ạ. Tác phẩm Xanh Song Thụ. Song Thụ Nguyễn Hữu Xuyền, thị trấn Lim. Tác phẩm Si này. Dưới cổ, phần dưới, dưới Huyền Nguyễn Đức Thơm Niêm, phần dưới này. Xanh Giáng Tùng, Hoàng Văn Tới, Lim. Đẹp quá các bạn ạ. Tác giả lại cho một cành, cành rơi này kéo xuống. Các bạn nhìn xem cành rơi. Tiếp tục. Đây là cây gì đây? Cây này tôi không biết tên các bạn ạ. Cây này lạ quá, lần đầu tiên nhìn thấy. Ok, tôi sẽ review kỹ hơn về cây này. Đó. Ok, xem cây này cây gì nào. Sơn trà Đức Thơm Lim. Đây là cây sơn trà các bạn nhé. Sơn trà này, chú ý xem lá của nó này. Đó. Ok, tôi sẽ view tiếp cây đằng sau, cây sơn trà này. Có dáng như một người con gái dang hai chân. Rất đẹp. Hoa. Rất nhiều hoa luôn. Ta sẽ đi view. Để tôi sẽ xoay để view được toàn bộ. Phúc Kiến, trà Phúc Kiến, Hoàng Văn Tới. Ok, chào các bạn nhé. Video của tôi đã đủ thời lượng. Tôi xin kết thúc video này. Các bạn nhớ like và chia sẻ kênh của tôi để kênh của tôi phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.